Everybody, welcome to Hell VKT. Xin chào bạn, trong các bạn đã quay lại Begin Hell VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game tìm kiếm hiệp tiên kiếm phi hăng giả các kiểu con đà điểu ha. Rồi, hôm nay ôi, hôm nay tôi giác gạt ôi, giác gạt 1000 tỷ lực chiến ha, 1000 tỏi lực chiến đi vòng vòng nè, đó. 1000 tỏi lực chiến các bạn ơi. Ôi, nó sẽ đó, đi đánh boss nè, trời ơi, boss này là boss tầng 2, tầng 3 gì đây? Tầng 2 quá. Ôi, khỏe. Ôi, vậy nếu mà lấy gạt 3-4000 tỏi kia đi thì sao nhỉ? À, để mai chiều heo giác cái ạc của heo ạc này là ạc tân hữu chơi mới có 3 ngày các bạn. Ừ, đúng chất là ạc chơi có 3 ngày luôn á. Trời ơi, nghĩ cũng không dám nghĩ luôn. 3 ngày mà tên nói đây nãy chưa thấy lực chiến đúng không? Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À, 12 là 3 cái là 1000, còn 9 số sau là 1 tỷ. Đó, cứ tính vậy là nhanh nhất ha. Đấy, 1000 tỷ, 1100 luôn rồi chứ, 1158. Wow. 1158 tỷ lực chiến. Ô là trời. Số đẹp nhỉ ta. Ok. Ôi, mộ dung. Ok, thu chiến hạ chiến gì đây? Rồi. Lượng luôn, còn 2 con nữa là hết boss ở trong này rồi. Ôi. Ok, ui, được hồi nãy đánh vậy mà được 6 viên hả ta? Wow. Nhiều đấy. Ôi, tính ra này chưa đi mấy ngày nay hay không có vô luôn á anh em ơi. Hôm bữa lên một tỏi lực chiến là coi như là nâng chưa có vô á, từ hôm bữa tới nay luôn. Ôi. Khí đồ nè ha. Đi đổi đồ vinh dự, vinh diệu đồ. Ok. Cái này chắc là lấy quay để nó đánh thêm một cái nữa đi rồi game chuẩn bị có server mới luôn nha anh em ơi. Server cũng đầu tháng, anh em nào có chơi thì vào lụm về ha. Ôi, mộ dung hung nguyệt. Ở đây nó ra cái con này hoài ta. Ok. Ôi, mới ra thêm một viên đá nữa để coi. Ôi, kỳ này được có một viên kim nguyên bảo rồi hả, ráng thế. Đây, chúng ta có thông tin server đây. Đâu rồi? Đây, mới up nè. Gai mở máy chủ 43, bích ngu. Là không được ngu nữa. Ok, thời gian up bên 10 giờ ngày 3 tháng 3 ha. Máy chủ duy nhất có thể gộp server, treo máy, nhặt kim nguyên bảo, cài cuốc đồ VIP, QIOS, Android PC. Tải game tại link nè ha. Đó. Code nhóm 1000 thành viên nè ha. Đó, rồi nhóm Zalo 2 nè. Đó, tặng code mỗi ngày. Đây. Ok, để tí vô nhập code sau ha. Tặng bộ code tân hữu nữa nè. Đó, sự kiện chia sẻ ngay nhận quà và nhận 100 xu và 50.000 tích nạp. Đó. Tạo ạc và quẩy thôi chứ nói gì nữa. Đây, ngày nào cũng có event xúc tiến nhận xu hết nè. Ấy, con này là quân nhi mà. Đấy nè. Ui, không kéo xuống được cho các bạn xem. Thôi bỏ qua đi. Ủa, cái này là tiểu y tiên mà. Ủa, đúng rồi. Trời ơi. Ok. Rồi, để đi. Ôi, bị cắn mấy cái code rồi đã. Ok, khoan. Vậy hót cái này ra đi. Đây, cắn mấy cái code ngày cái nha các bạn ơi. Đâu rồi ta? Đây, ngày 2 nè ha. Ok. Rồi ngày 1 đâu ta? Ngày 1 chắc đâu đây quá. Đây, ngày 1. Ok luôn. Rồi, ngày 29. Đây, 4 năm mới có một ngày. Ngày 19. Ngày 28 không ta? 28 chắc nhập không được quá. Ôi, vẫn nhập được ngày 28 à. Ngon. Rồi, vậy là có được 400 rồi đấy. Ngựa.
sơ sơ là có 400 rồi đấy. À, ok ok. Ôi ngày 27 nè, 27 xa quá chắc không cắn được đâu. Ok hết biết mà. Đây mỗi ngày được 100 củ. À, ok 2, 3 nè, 4 nè, đó lẫm tiền. Ok ok, nào để heo qua mới đi, mới vô nhập code cho các bạn xem ha. Đó, ôi ở đây nè. Ok ok, để qua mới nhập code vô cho nó xôm ha. Đây mình tạo một cái ạc rồi. Ok, vô luôn, không quan tâm nhiều, vô luôn. Nào, ok. Đó, đầu vô là được 20 ức thường, 20 ức khóa, tương đương với là 4 tỷ thường và 4 tỷ khóa ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ có gói lễ bao tân hữu nè, cắn cái gói lễ bao nó đá 15 đồ này nọ một nồi luôn. Đấy, đeo trang bị chí tôn nè ha, bật vô nè ha, đó ok men ơi, ok đeo vô luôn đó. Ôi đấy đấy đấy, thần ma là một nồi luôn. À ôi giời ơi. Rồi để cho nó đánh cái con đó đi. Ok, chúng ta mở rộng cái kho ra nha các bạn ơi. Đây. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhập code nha. Ở đây thì có fit code nè ha. Rồi cái danh sách code đâu đây, đây. Ok. Đây, à, 40 server 42. Đó, giờ nhập code vô nha. Đây. Nhập hết code luôn. Đó. Ôi, quà nó vô hơi lâu các bạn thông cảm nha. Đó, từ từ bình tĩnh. Ok. Còn ngoài này nó chạy nhiệm vụ thì kệ nó đi ha. Đó. Tới hình như nhớ không nhầm hình như là hơn 30 cái code, chưa tính là code hàng ngày nữa các bạn à. Code hàng ngày là nó sẽ khác nữa. Ok, đây nhóm Zalo nè, 150 nè ha. Rồi 200 nè ha. Đó, cứ 250 rồi 300 rồi này nọ. Đó, cứ tăng lên. Đây, ok, 12 rồi, yên tâm, còn nhiều lắm, 18 cái code nữa, chưa tính cái code ngày. Nhập hết code là các bạn có thể khỏi sức mà vùng vẫy nâng cấp bung xỏa giải trí cuối tuần ha, đúng chất luôn á. Con này là ra ngày ngày chủ nhật là cho anh em giải trí luôn á. Giờ vô chứ còn làm gì đâu, nhập code và quẩy thôi chứ nói gì nữa. Nhập code vô rồi nâng đồ rồi, xong rồi đi đánh boss rồi kiếm kim nguyên bảo rồi kiếm skin rồi nâng lên thêm nữa thôi. Đó rồi, đơn giản. Ôi 30, ôi 33 cái code. Ôi man, 33 cộng thêm 4 cái code ngày nữa là tính ra là 37 cái code. Ôi quà vô tư. Ok là ok rồi đó, lậm luôn rồi. Đây rồi, đây nhận quà nè, đó nhận phụ kiện, nhận chưa chọn hư à. À đó rồi, lụm hết đó, tới luôn bộ ơi. Đó ok liền rồi, từ từ đá đó, đá đồ cái này nọ thì để đó đi. Bây giờ còn code ngày nữa, đây ngày 27 ta để nó bên này đi. Đây ngày 27 là, ôi ngày 27 cắn được luôn à. Wow, ngày 26 đâu rồi, ngày 27 ơi, ngày 26, ui 26 cắn được luôn. Tiếp luôn 25 được không? 25 được luôn nè anh em. Ôi 25. Ồ 24 đâu, 24 đâu, 24 xa quá chắc cắn không được quá. Ôi dẫn được luôn nè. À 23,
Rồi 23 hết hạn ha. Rồi vậy là 27, vậy là bây giờ đi kiếm code 28 cho nó nữa. Rồi 27 không, vậy là trên này là 28. Ủa đâu không luôn, không luôn. Đây 28. Trời ơi 28 rồi, 29 rồi. Đâu rồi, đây 1. Cái nữa 2. Ôi rồi rồi rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, tới đây là đẹp rồi, nói gì nữa nè. Ồ, nói nhận quà nhiều quá nè. Nồi ơi, nhồi ơi, nhồi, 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 nhồi ơi. Nhiều quá đi. Ôi. Nhận, ok, ship, mở ra hết. Ôi, skin một nồi. Nhưng mà cái mà làm heo ngót ngát nè, đây. Ok, ôi ôi, đây 8 viên 100 triệu. Ôi. Ok, ok, đó. Tính ra là bao nhiêu đây, là lấy được một viên 18 hả ta? Hình như một viên 19. Cứ 2 tỷ là được một viên 19. Cứ thế anh em kéo lên ha. Rồi. Giờ là chạy nhiệm vụ cho nó lên hải lộn lên level cao thôi, chứ còn gì nữa đâu. Ok ha. Link heo sẽ để hết với phần mô tả cũng như là bình luận nha. Anh em nào có chơi thì có thể tải về nha các bạn ơi. Ok, ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.